Xin chúc mừng Bảo Trợ. Rất vui khi mà nghe tin Bảo Trợ của em đã đạt được cái chức danh rất là lớn, một khoản tiền rất là khủng khiếp. Và em rất tự hào về Bảo Trợ. Anh là một chàng trai rất là ít nói, nhưng mà những lời nói của anh khiến cho em và đội nhóm phải suy ngẫm. Và những cái định hướng và những cái chiến lược của anh trong kinh doanh với cơ hội Allfriend đã giúp cho em thấy con đường rõ ràng hơn để mình thực hiện ước mơ của mình. Và em rất vui và rất tự hào khi có trong đội nhóm của anh. Chúc anh sẽ sớm chinh phục những cái thành công cao hơn nữa, đạt đỉnh điểm sự nghiệp với Allfriend toàn cầu. Xin chúc mừng Bảo Trợ của em. Một điều ấn tượng ở anh là một người gọi là tràn đầy nhiệt huyết. Anh luôn tỉ mỉ khi mà hướng dẫn đội nhóm. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người khi có những gì khó khăn. Anh luôn là một người thiền trưởng dẫn dắt đội nhóm. Anh luôn là tấm gương sáng để cho mọi người trong noi theo. Rất vui khi được làm việc cùng anh và chúc anh sẽ ngày càng thành công và chinh phục được những thang cao hơn cùng Allfriend. Để nói về bạn thì bạn là một người có một cuộc sống cực kỳ đơn giản. Bạn là một người trẻ nhưng mà luôn luôn có những cái khát khao và những cái ước mơ, và bạn luôn nỗ lực để thực hiện những cái ước mơ khát khao đó. Bạn đúng là một người đáng để chúng ta học hỏi. Chúc mừng em. Chứng kiến những cái sự nỗ lực của em trong thời gian vừa qua khiến chị cảm thấy rất là tự hào vì được đồng hành và nằm trong đội nhóm của em. Em luôn luôn là một cái nguồn năng lượng khiến chị phải cảm thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn cho bản thân của mình. May mắn trong cuộc đời không phải là mình nhặt được tiền, mà là mình gặp được một người có thể giúp đỡ cho mình, hướng dẫn cho mình đi đến một tầm cao mới. Chúc mừng em, Bảo Trợ của chị. Bạn là một leader tuổi trẻ tài cao. Bạn ấy là một leader siêng năng chịu khó. Bạn luôn theo sát đội nhóm trong công việc. Quay trở lại với hội thì chị quyết tâm đồng hành với hội để đạt được mục tiêu đề ra. Xin chúc mừng em, Bảo Trợ cấp cao của chị đã chốt chức danh Executive ở tại Allfriend. Em luôn là tấm gương cho chị và các bạn trong đội nhóm noi theo, từ mẫu hình gia đình nè cho đến những cái điều mà em đã làm được ở tại Allfriend đó. Chị á, luôn lấy đó là mục tiêu để cho mình nỗ lực hơn, phấn đấu hơn mỗi ngày. Tuy chị là đầu lai không phải là trực tiếp của em, nhưng mà em luôn quan tâm theo dõi và cũng như là luôn có cái lời động viên, truyền động lực cho chị rất là kịp thời. Những cái câu nói đó tuy là đơn giản nhưng mà đối với chị á, nó là một cái điều rất là quan trọng để giúp cho chị không ít trong cái việc là chị đã đứng lên trong những cái lần mà chị vấp ngã cũng như là thất bại. Thì bây giờ chị mới hiểu được một điều là nỗ lực là ở bản thân, nhưng mà tinh thần thì không thể thiếu Bảo Trợ được. Thì chị cảm ơn em vì những cái điều đó. Chị rất trân trọng và quý mến nó. Và chị hứa và nhất định là chị sẽ làm được những cái điều mà em mong mỏi ở chị. Và cuối cùng chị cũng xin chúc em cho vợ chồng em sẽ đạt được những cái mục tiêu cao hơn ở tại Allfriend cũng như trong cuộc sống nhé. Cảm ơn em, chào em. Hello hội, hai anh em mình đã chinh chiến với Allfriend đến nay là đã hơn 10 năm rồi đúng không? Và chúng ta là những người rất yêu về công việc này cũng như là rất yêu về Allfriend. Nhưng cái đầu tiên á, anh muốn anh cùng với em sẽ đi tìm những cái điểm chung với nhau nha. Thứ nhất là anh em mình học về ngành kỹ sư đúng không nè. Cái thứ hai là có cùng cái tháng sinh đúng không, mà cái ngày sinh nó cùng cận kề với nhau, người ngày năm và người ngày sáu. Và mình có cùng cái ước mơ đó là yêu thích xe hơi đúng không ạ. Thật ra anh thì sẽ mong em sớm rinh được chiếc Porsche Macan về với mình ha, để trải nghiệm cảm giác lái của Porsche nó như thế nào. Và trong cái clip này anh muốn gửi lời chúc mừng cho hội đã đạt được cái chức danh executive tuyệt vời. Đây là cái điều mà anh rất là tự hào về hội. Và dĩ nhiên trong tương lai anh sẽ chinh phục những cái chức danh cao hơn, và cái chức danh president, senior president, thậm chí là gold president nó rất cần kề với em. Em nghĩ sao khi 12 chân phát triển những chân gold, chân diamond thì em sẽ nhận được một cục tiền khổng lồ, em có thể thực hiện được ước mơ của mình. Và mọi người khi mà tham gia với Allfriend cùng chứng kiến anh Đỗ Đức Hội nhận chức danh này
thì mọi người hãy nuôi dưỡng ước mơ của mình và hãy biết mục đích mình đến Oriflame là gì, mục tiêu của mình là gì, và nhớ đừng bao giờ để Hải cô đơn lẻ loi một mình trong top 15 của Oriflame thế giới nha. Đó là điều mà Hải không có muốn, và Hải muốn là trong cái top 15 của Oriflame thế giới thì có Hải, Hội, chị Thủy, Quỳnh Anh, Việt Như, Trần Hiền và tất cả mọi người tham gia vào top 15 của Oriflame thế giới. Chúng ta sẽ lấy tròn Oriflame trong lòng bàn tay của mình. Việt Nam chúng ta là số 1. Chúc mừng Hội. Xin chào and big big congratulations Don Đức Hội for achieving executive director title. Yeehaw! Amazing! You are an inspiration to other Oriflame leaders around the world. Executive director title is really a milestone title in Oriflame. It's on the top of the top of the top. You should be very proud of your achievement. And doing this during this period is just extra amazing. I know maybe business is not easy, but and still you are making it to executive director title. I am super proud. I am sure Robert of Jochnik, the whole management of Oriflame are extremely proud of your achievement. You should be very proud. You should celebrate and enjoy this moment. And this is just, as I said, a milestone on the journey. And now it has become even easier to become president director, which is, of course, where we should be aiming at. But really, big, big congratulations and super well done. I'm super happy for you. And I wish you all the very best of success going into the future. I hope we can meet soon in person so we can celebrate this milestone achievement. Executive Director, Don Đức Hội. Congratulations!